Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam, bạn bè năm châu quốc tế. Bây giờ sẽ giới thiệu chi tiết của con đẩy nha. Motorblock IT8950G. Chiếc nhìn trông chất nhỉ. Vừa nãy thì em cũng quay rồi nhưng mà cơ bản là có khách đến nói chuyện ồn ào quá thì phải xóa đi quay lại. Cũng may là chưa nắp vào tổ, chứ không bây giờ con này còn nắp vào tổ rồi. Các bác xem này, đã nắp vào 35 cân. Đây, cả nắp này nó nắp vào là 35 cân này. Xong bê vào tủ, nắp vào tủ rồi, xong này dỡ ra nó tháo ra, quay xong này nắp vào nữa. Đúng là chịu luôn. Đấy, con này thì em xin phép được báo giá luôn với toàn thể các bác nhé, 7.900.000 đồng. Được chưa? Số đẹp nha, số thần tài nha, 79 số thần tài nha. Nhiều các bác nó mua hàng bây giờ nó cũng lựa chọn số ghê lắm cơ. Đây, bật lên thì nó sẽ có màn hình hiển thị nào Welcome to VRO Professional Audio gì. Thì con này chiết áp là vặn vô cực nha. Con này to nhất là 0 dB. Và bé nhất, đây em sẽ vặn bé nhất thì nó sẽ hiển thị là -86 dB. Đấy, -86 dB, được chưa? Đấy, con này thì nó có luôn cả chỉnh 3 tép nha. Bấm là một nút là chỉnh check này, nút nữa là bass này, nút nữa là tắt tiếng. Đấy, được chưa? Đấy, check được, các bác bấm cộng trừ thì nó có mấy nút đây này. Đấy, con này thì rất là hay. Có thể các bác phải về bây giờ ví dụ các loa thì các bác chỉnh luôn trên đây, đỡ phải chỉnh trên vang nữa, chỉnh trên vang một phần thôi. Đấy, rất là khủng nha. Con này thì đánh được cái loại sub kép 50 từ 28 125, đánh được, thực tế là đánh được. Bởi vì con này các bác để ý là cái nguồn của nó cực kỳ to, đánh sub kép mà sò không nhiều lắm nhưng nguồn rất là to nha. 895. Đấy, thì đây là cái model của nó và công suất thực tế của nó ra là 895W một kênh, gọi là 900W một kênh đi. Này thì bác đếm sò này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dưới 8 con nữa nên là vào 16. Tổng cộng là có 32 sò nhưng nguồn cực to, nguồn cực to, máy class H. Các bác phải để ý này, phải để ý nhá, cái con dơ ne noa của nó to thổ tráng này, tắt đi một tí nó sờ vào nó giật cho này cong véo người luôn. Đấy, đây là con dơ ne noa to khủng bố này. Đây là có hai con dơ ne nguồn nữa. Đấy, hai con dơ ne nguồn và bốn điện trở 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 nhiệt nguồn, rất là khủng bố luôn. Diode nguồn này bốn con nó bắt luôn một khung máy. Đấy, tụ nguồn thì là 80V 15.000 mi, 1 2 3 4 5 6 7 8. Sao có con chuột nó bay vô ve đây nhỉ? Đấy, quạt nguồn này, quạt gió của nó, quạt gió con này nóng thì mới thèm quay nhá. Có con rùa nó bay vào, nó vào ve trước một cái máy quay. Con này thì em nói thật các bác này, con này là chuyên đập xúc kép nhá, có thể tải được 2 ohm. Trên lý thuyết của nhà máy thì họ ghi là có thể tải được 2 ohm, còn thực tế thì em khuyên các bác đánh cái loại xúc kép thôi, đánh 4 ohm thôi. Đánh 2 ohm thì em không biết là con này hưởng dương được bao nhiêu năm tuổi nữa. Con này đời của nó không phải cổ lắm đâu, đời nó rất là mới nhá. Đời em đoán thì chắc là 2016 hay đến 2018 thôi. Máy của nó rất là khủng luôn, chuyên tập xúc kép nhá, sò không nhiều nhưng nguồn rất là to. Nguồn to như con xe 20 xịn ấy, to như con Morgan Sao 39.2, rất là khủng bố. Tản nhiệt nhôm của nó nhôm ống một quạt to. Con này nóng quạt thì em quay, nóng thì quạt mới quay. Đấy, đây là cái bo xử lý nhạc nền này, gọi là xử lý tiếng. Đấy, linh kiện của nó con IC dán to đùng này. Đấy, linh kiện của nó con IC cắm này. Đấy, nó có hai vi tinh chỉnh đậu ngoài này. Đấy, chưa không? À, cái dép tụi ông không bán đâu nhá. Các bác đừng có nhìn cái gì ghế, đúng không ạ? Đây, các bác xem mạch của nó đây. Điện trở thì có phải gọi là nhiều vô cùng luôn, nhiều vô cùng luôn. 50W 0.25 ohm này. Đấy, thấy chưa? Đấy, máy con này khủng nhá, không phải chuyện đùa đâu. Thuộc dạng là kinh khủng đấy, không phải chuyện đùa đâu. Ghê nhỉ. Đấy, điện trở nó xếp một dàn này. Đấy, cầu ra loa của nó còn hàn cả dây vào đây cho chắc chắn này. Đây nhá. Ui dồi ôi, thế này phải gọi nó thầy có chắc chắn luôn. Bởi vì cái cọc này của nó hàn vào đây nhá. Nó cắm vào đây rồi nó còn hàn thêm một sợi dây nữa đây, vòng qua đây. Tức là đánh tải nó rất là lớn thì nó mới dùng cái kiểu này. Con này thực tế của nó là nó có thể dồn tải xuống 2 ohm được. Nhưng em khuyên dùng các bác là các bác đánh 8 ohm hoặc 4 ohm thôi.
xúc đơn từ 28-125 thì đập thoải mái nha. Từ 28-125 hay là từ cái loại xúc đơn 50 ấy, từ 320 ví dụ xúc 21 inch ở 500 là 320 cm, côn của nó là 150 mm. Đấy. Mm với đọc nhầm cm thì con này cũng đập thoải mái luôn, nguồn rất khủng. 8 ôm đánh gần như man lắm. 4 ôm bắt đầu mới gọi là hơi ấm. Ấm phải đủ nhiệt bắt đầu quạt nó mới thèm quay mới kinh như thế này. Đấy. Con này thiết kế gọi là tối ưu hóa. Chuyên dùng cho các bác làm sự kiện. IT8950G. Đấy, mặt của nó hình bằng nhựa hay sao ấy. Không biết bằng nhựa à đâu. Cái này hình như bằng kim loại các bác ạ. Này. Bằng kim loại. Đấy. Tay sách của nó đây. Nặng 35 cân nhá. B khổ sở luôn, 7.9 triệu. Siêu khủng. Cái này em có hai chiếc nhá. Các bác nào quan tâm thì hệ trực tiếp. Công suất 8 ohm là 895W, gọi là 900W đi cho nó tròn. Được chưa? 8 ohm là 900W. 4 ohm là 1800W. 4 ohm là 1800W. Nên là các bác loại này đánh cái loại súp như thế này đánh thoải mái, đánh tẹt ga. Đấy. Bởi vì con súp này thường thường nó ghi là nó mắc là vào có 1600. Peak của nó mới có 3200. Mà các bác đánh 3200W, đánh 3 giây là cháy khét mù. Còn các bác đánh 1600W thì các bác đánh cả ngày. Đấy. Thì con này nó vượt ngưỡng của nó, vượt 1600. Nào, con này công suất là 1800W. Ở 4 ohm này này cho các bác đánh súp kép thoải mái. Lỗi em bảo hành rồi, được chưa? Đấy. 7.9 triệu nhé. Khủng bố. Đấy. Còn đây là phần MOSFET. Nó sẽ lái nguồn điện áp. Điện cao nó lái xuống điện thấp. Đấy. Dây của nó đây. Đấy. Tụ đi không nhiều lắm đâu nhé. Đấy. Con này nói chung là thuộc dạng là khủng rồi. Không thể so được với các loại khác. Nhưng mà nếu mà con này mà đặt riêng con 39.2 thì cái con 39.2 với con xe 20 xịn ấy. Xịn nhá, không phải là hàng Trung Quốc, lại một loại hai bãi Trung Quốc vớ vẩn đâu. 39.2 xịn ý. Thì tụ của nó đếm mỏi tay luôn. Máy nó khủng lắm, đừng đùa. Mà các bác xem cái loại này. Loại này nó thuộc dạng nó khủng rồi, nó cọc đằng trước đằng sau đã khiếp rồi. Đây nó còn thêm cái dây đây nữa. Đấy, thêm cái dây đây nữa. Câu từ điểm này ra cái chân này. Đấy, cũng là một điểm thôi, cũng là một cầu thôi, nó câu thêm cái dây này làm gì? Để là đánh tải công suất rất là lớn, đánh 2 ohm thì nó mới dùng cái kiểu này. Còn khuyên các bác dùng thì các bác chỉ nên đánh tải 4 ohm thôi, chứ đừng đánh 2 ohm. Em nói thật các bác, đánh 2 ohm xót chuột lắm. Nhìn con máy này tiếc lắm. Các bác dồn tải thế thì điện không biết là bao giờ nó mới mất đúng không? Con này thì nói chung là độ nặng thì không nặng bằng cái con Steam như hôm trước em giới thiệu được. Không khủng mà cái loại Steam như hôm trước được, nhưng mà công suất nó thì nó có nhỉnh hơn chút xíu. Nhỉnh hơn chút xíu, một kia là 800W thì con này là 900W. À, hôm sau nữa và hôm nữa em sẽ review đẩy chuyên đánh súp và đẩy chuyên đánh dây, được chưa? Đẩy chuyên đánh súp, đẩy chuyên đánh dây, đẩy đánh full RAM nó khác này, đẩy đánh monitor nó khác này, đẩy đánh array nó khác này, đẩy đánh súp kép này khủng nữa này. Đấy, như thế. Bởi vì những cái loại máy mà các bác đếm sò, những nhiều con có 56 52 sò hoặc là 64 sò. Đấy. Thì hoặc là 78 sò. Đấy, thì các bác xem nhá. Nhìn máy của nó sò nhiều nhưng mà giải quyết có được cái gì đâu. Nguồn thì bé tí. Chưa chắc bằng con này. Đấy. Nhưng nhiều sò làm cái gì? Tại sao con này nó có ít sò thế, 32 sò mà nguồn nó to đùng này. Để nó làm cái gì, nó dọa ma à? À đúng không? Đấy. Có gì à? Đấy thì đây các bác xem nhá. Nguồn điện áp của nó ghi luôn đây này. Em sẽ cố zoom lên cho các bác xem nhá. 108V. 54V. 0V. Đấy, để chưa. Ui giời, ui sao nó khiếp thế này. À quên, vẫn cắm điện. Tí nữa thì xin ấy. Các bác xem nhá. 108V, 54V, 0V. 54V, 108V. Đấy. Điện áp vào là 220 50/60Hz. IT8950G. Hay vào cái thương hiệu của nó là thương hiệu cái logo ngôi sao gì đây này. Đấy, các bác xem nhá. Cái thương hiệu này thì ta sản xuất cùng nguồn. Còn đây là thương hiệu của nó, thương hiệu Motablock.
con này trên thị trường là cũng có nhiều anh em ngày trước có giới thiệu bán rồi. Thì con này em mới về vừa quay, nói chung là vừa đánh thử thấy khiếp quá, nóng nó mới đem quay cơ. Vừa đánh dồn tải này, đánh hai ôm phải một lúc lâu bắt đầu là quạt nó mới thèm quay, ghê thật. Nhưng mà em khuyên thật các bác là các bác đừng có đánh dồn tải thế này, hại đẩy lắm nha, hại đẩy lắm, không chơi kiểu gì được đâu. Các bác chơi thì các bác chơi bình thường ra. Con này nó hay cái nữa là ví dụ nha, bác bật lên thì nó sẽ lưu luôn cái van đùm đây, lưu luôn van đùm ở trên đây. Cái này em vừa vặn về 86 nha. Đây, này em cũng vặn nốt về 86. Đấy. Tắt đi bật lại thì nó sẽ tự nhớ. Đấy, tự nhớ luôn, không phải thò tay vào chỉnh nữa. 86 86, rượu check không này, bát không này, đúng không? Thì bây giờ em sẽ cho là tép cộng 8 đi, là tép cộng 6 thôi, bát trừ 6 đi, đúng không? Rồi ok. Đấy, nói chung là cứ kệ nó đấy, tắt đi. Ui, bật lên. Đấy, xong rồi nó sẽ hiển thị ra. À, 86 86 nha, che cộng 6 này. Đấy, đúng không? Bát trừ 6 này, thấy chưa? Tự nhớ. Đấy, dân xịn. Nói chung là con này thì các bác đánh các họa xúc kép volume nhạc lên thì nó sẽ báo vào cái thanh này, nó sẽ lấp đầy cái thanh này. Đấy, càng nhạc to nó càng báo đây. Đánh cái này hiện là power, nhan, clip, finish, limit. Đấy, bật lên này. Đấy, nó sẽ hiện đèn limit luôn. Đấy, dân khủng. Khiếp nhỉ. Đấy, bây giờ có con Ebo đây là đánh không cẩn thận noi noan luôn. Bởi vì các loại xúc kép trên thị trường giờ nó ghi công suất là pick có 3.200 hoặc là 3.600. Thì các bác nên biết là công suất của nó xúc kép ấy, 3.200 thì là trung bình là 1.600. Đấy, nếu mà chia đôi ra thì là có 800W một cái bát thôi. Bát 50, các bác lấy những loại bát Anderson Show và hàng mới bát 2 côn ấy thì công suất của nó mới có 1.600. Bởi vì côn của nó côn 2 tầng. Thì con này không thể tải được cái loại siêu như thế, siêu nước hay là siêu tốc hay là siêu loa đây tùy. Nói chung là con này tải thì cũng chỉ lại cái loại to nhất là từ 28 125 thôi, thì công suất nó mới đến 900W một củ bát. Còn thường thường công suất của nó chỉ 800W thôi. Bát 50 kể cả 60 gọi là 21 inch đi cho dễ, thì công suất của nó côn 100 nó cũng chỉ 800 hoặc 900W một con bát. Công suất đánh liên tục gọi là công suất RMS. Còn pick của nó thì tức là công suất đạt đỉnh điểm tối đa trong vòng 3 giây thì nó gấp 2 lần cái công suất khởi động của nó. Đó. Đây nha, thì các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Thế còn sub S Pro này thì chắc ngày mai em sẽ đánh thử thôi, chứ tầm này tối rồi không thử đâu nha. Mai thì em phải dọn dẹp đống này nữa, cho đèn đóm các cái nó rộng rãi ra. Xong là loa có khi phải kê ra chỗ khác, không là đánh thằng nhằng rơi loa mất. Đấy, thì các bác nào có quan tâm đến con này thì liên hệ trực tiếp nhé, 7 triệu 9 liên hệ trực tiếp qua số điện thoại để biết thêm thông tin về sản phẩm. Em nói thật các bác nhé, giá thế là không còn gì để mà nói rồi. Bây giờ các bác đi mua mấy con đẩy mới thì tầm 5 triệu 7 triệu chưa chắc ăn được con này. Em nói thật luôn, riêng cái điểm gọi là chỉnh ba tép ở trên cái phần mặt trước của nó là ăn đứt luôn rồi. Chứ đừng nói là cái độ xịn của nó. Và cái hàng này hàng bãi cao cấp. Nhiều các bác về này bảo là bãi nọ bãi kia đi. Đấy, máy khủng như này mà giá thế thì em không hiểu các bác này bây giờ cái con này còn chê nữa thì các bác đi mua cái gì, đúng không? Ok nhá, giới thiệu thế thôi nhá. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau. Con này thực dạng siêu khủng rồi, em không còn gì để mà tả nữa. Đấy, chỉ mong là một ngày đẹp trời nào đó bê con đẩy ra đánh xúc kép này đánh thoải mái, tiền ga xem nó có chết đấy hay là chết hoa. Đúng không ạ? Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.